Mì Coco Mì Đại 90, mì to siêu năng lượng. Hôm nay đơn vị muốn nghe em là các đồng chí trên cương vị một người lính. Ngày mai khi bước vào trận chiến đấu xác định rằng mình có thể hy sinh. Các đồng chí có lời muốn nhắn gửi đến ai và như thế nào? Báo cáo các đồng chí. Cái này là mình viết giống như từ biệt trước khi mình ra chiến trường nguy hiểm mà đồng chí. Người chiến sĩ đặc công khi bước vào trận đánh ấy, thường sẽ làm lễ tri ân sống trước khi đánh. Bởi vì thường một khi đã bước vào trận chiến đấu của đặc công, một khi đã hy sinh là gần như hy sinh rất là lớn. Tại vì sao? Không có một bộ phận nào có thể hỗ trợ được. Nên tôi mong rằng các đồng chí viết một bức thư đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy với một suy nghĩ của mình. Đây cũng sẽ là một dịp để các đồng chí giải bày tình cảm của mình với người yêu thương và các đồng chí suy nghĩ của mình trong lòng. Tôi là diễn viên nhưng mà tôi lại là người rất là ít chia sẻ tình cảm của mình với người khác. Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng và tôi bình thường rất là ít nói. Nên là bên cạnh động viên để đồng chí chia sẻ. Tôi thường là dành cảm xúc của mình cho những vai diễn, nhưng mà hôm nay vì đây cũng là gia đình của tôi cho nên là tôi xin phép được chia sẻ bức thư trước ngày ra trận đánh cuối cùng quan trọng của mình. Gửi bố của con. Ngày mai là ngày mà trận đánh quan trọng nhất, khốc liệt nhất sẽ diễn ra. Con cảm thấy rất căng thẳng và lo lắng vì không biết những gì đang chờ đợi mình ở phía trước. 6 ngày qua, con đã vượt qua rất nhiều thử thách, cam go, những giới hạn của ý chí và thể lực mà trước đây con nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm được. Sống trong môi trường quân đội làm con trưởng thành và mạnh mẽ hơn một cách vượt bậc. Lý tưởng sống của con càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bố ơi, từ khi mẹ mất, bố trở thành tình yêu lớn nhất trong cuộc đời của con. Bố mẹ đã nuôi nấng con bằng tất cả tình yêu thương và sự hy sinh mà chưa bao giờ mong đợi nhận lại điều gì. Hôm nay, đứa con gái độc nhất của bố mẹ đã trở thành một người chiến sĩ anh dũng với tất cả sự quyết tâm và bản lĩnh của mình. Tất cả niềm tin mà bố mẹ dành cho con gom góp lại để con thêm sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc. Và nếu con có cơ hội được sống lần nữa thì con sẽ chắc chắn sống một cuộc sống rất ý nghĩa. Con mong bố mẹ sẽ cảm thấy hài lòng và tự hào về con vì con đã và đang làm được những điều mà bố mẹ từng mơ ước. Con gái xinh đẹp của bố mẹ. Báo cáo đồng chí, thật ra thì tôi rất là xúc động khi mà quá xúc động, đồng chí có thể ngồi để chia sẻ được, không sao cả. Thực ra tôi cũng rất là khá là giống Diễm My, là người rất là ít chia sẻ. Nghĩa là tôi có thể chia sẻ được với một người bạn thân của tôi, mà tôi khi gặp khó khăn thì thường tôi sẽ không có chia sẻ với ba mẹ, các em, chị. Vì trong mắt nhà tôi á, tôi là một người chị rất là mạnh mẽ. Có lẽ là mọi người sẽ thấy tôi khóc như thế này, nhưng mà rất là khó để ba mẹ tôi hay là các em tôi và chị tôi thấy tôi khóc. Hầu như là tôi giấu hết. Mặc dù mọi người có thể nhìn thấy một giao diện của nhà Phương rất là
bánh bèo rất là mít ướt thì cũng có mít ướt đó, tại vì tôi là người khá là giàu cảm xúc, rất là nhạy cảm với tất cả những thứ ở bên ngoài, nhưng cái nỗ lực bên trong tôi khá là lớn. Mỗi khi gặp bất cứ một cái trở ngại nào trong cuộc sống thì hầu như tôi sẽ cố gắng vượt qua hết. Sau khi mà tôi lắng nghe tất cả những tình cảm của mọi người ở đây thì tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng để chia sẻ được những cái khó khăn của tôi cho gia đình của tôi. Để thấy là con gái của ba mẹ không phải mạnh mẽ như vậy, cũng có lúc tôi đã rất yếu đuối. Không biết đâu. Thực sự là không biết biết gì thôi. Tình cảm đâu cần phải viết ra mới thể hiện được đâu. Cũng có những đồng chí có thể viết nên lời, cũng có đồng chí thì không. Cái điều quan trọng là buổi tối ngày hôm nay chúng ta được nghe những dòng thư, những lời tâm sự để giúp chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Nếu giá như chúng ta được nghe những lá thư tình cảm như thế này sớm hơn thì tập thể này có thể đã còn mạnh hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, hiểu nhau và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau tốt hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vừa rồi. Nhưng tôi tin rằng qua buổi tối ngày hôm nay, ngày mai các đồng chí sẽ làm tốt hơn nữa và sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đặt ra trong ngày mai. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media.